Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sàn thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến đang là hướng đi hiệu quả giúp nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng thị trường. Tại tỉnh Hưng Yên, thời gian qua các cấp ngành đã tích cực hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận với kênh bán hàng hiện đại này. Đặc biệt, Bưu điện tỉnh đã hướng dẫn cho hàng trăm người dân mở gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử postmark.vn. Anh Nguyễn Quang Điện ở thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên bán nhãn và các sản phẩm từ nhãn như long nhãn, mật ong, hoa nhãn đã hàng chục năm nay. Trước kia anh chủ yếu bán hàng theo phương thức truyền thống nên tiêu thụ chậm, giá cả bấp bênh. Chủ yếu là người dân đến tận nhà xem và mua sản phẩm. Từ vụ nhãn năm 2021, anh đưa các sản phẩm lên bán trên sàn thương mại điện tử Postmark. Đến nay, có 4 sản phẩm được đưa lên sàn với hàng chục đơn mỗi ngày giúp cho việc bán hàng trở nên đơn giản và thuận tiện. Bên Postmark hỗ trợ cho chúng tôi để đưa lên sàn thương mại điện tử. Từ năm vừa qua thì chúng tôi bán rất là tốt, làm theo quy cách đấy rồi thì là cứ thế làm thôi thì nó cũng rất là thuận. Gia đình anh Lê Hồng Tập ở thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên là một trong những hộ dân có diện tích trồng nhãn lớn của xã. Cứ đến vụ nhãn, anh lại lo lắng tìm đầu ra cho sản phẩm. Vốn không thành thạo về công nghệ thông tin, anh khó có thể tiếp cận với các phương thức bán hàng hiện đại. Vừa qua anh được nhân viên của Bưu điện tỉnh đến tận vườn hướng dẫn mở gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử Postmark. Dù chưa đến thời gian thu hoạch nhãn nhưng đã có nhiều đơn đặt hàng khiến anh rất phấn khởi. Còn gần một tháng nữa mới thu hoạch nhãn nhưng nhân viên bưu điện đã về hướng dẫn chúng tôi đưa nhãn lên sàn điện tử. Chúng tôi rất chi là mừng, thuận tiện cho bà con bán hàng nhanh gọn. Postmark là sàn giao dịch thương mại điện tử được thành lập bởi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Sàn hướng tới quảng bá và giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp đặc sản vùng miền. Với vai trò là đơn vị vận chuyển, Bưu điện xác định mỗi bưu cục đóng vai trò là nơi thu gom, vận chuyển nông sản cho người dân, cũng như hỗ trợ đưa nông sản lên gian hàng số. Tại tỉnh Hưng Yên, tuy mới được triển khai từ năm 2021, nhưng đến nay đã có gần 400 nhà cung cấp bán hàng trên sàn với hàng nghìn sản phẩm. Trong đó có nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh như nhãn quảng tươi, long nhãn, mật ong hoa nhãn, hạt sen, cam Hưng Yên, tinh bột nghệ. Năm 2021, sàn Postmark đã hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ trên 1.500 tấn nhãn với giá bán cao. Chúng tôi sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn đăng ký và tạo khoảng 10.000 tài khoản mua và bán, đưa tất cả các cái sản phẩm đạt OCOP của tỉnh Hưng Yên lên sàn thương mại điện tử. Để làm được cái việc đó thì Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục xuống trực tiếp các cái nhà vườn hướng dẫn cụ thể cái cách mở gian hàng, tối ưu hóa gian hàng. Hy vọng rằng việc đưa các nông sản chủ lực của tỉnh lên sàn thương mại điện tử nói chung và sàn Postmark nói riêng sẽ mở ra hướng đi mới, giúp người dân có thêm kênh phân phối nông sản bền vững, góp phần chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay trên các tuyến quốc lộ cao tốc cơ bản đã áp dụng phương thức thu phí tự động không dừng, giúp mang lại nhiều tiện ích. Trong đó, Viettel là đơn vị đang cung cấp một trong hai loại thẻ gián thu phí không dừng với tên gọi là ePass, được đông đảo chủ phương tiện sử dụng. Anh Lê Minh Chiến ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, ngày nào cũng lưu thông qua trạm thu phí cầu Yên Lệnh. Lúc trước, anh thường xuyên phải chịu cảnh ùn tắc vì có quá nhiều phương tiện dừng đỗ nộp phí bằng tiền mặt. Vừa qua, anh và nhiều tài xế đã thực hiện việc dán thẻ ePass thu phí tự động không dừng, khiến cho việc nộp phí trở nên nhanh gọn và minh bạch. Thời đại 4.0 thì người ta lên sử dụng cái thẻ này nó thuận tiện cho những người tham gia giao thông. Anh Nguyễn Văn Hồng ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào làm nghề lái xe. Anh thường xuyên đi qua trạm thu phí quốc lộ 5 cũng như các tuyến đường cao tốc trên nhiều tỉnh thành phố. Việc dán thẻ thu phí tự động không dừng đối với anh không chỉ mang lại nhiều tiện ích mà đó còn là đòi hỏi bắt buộc phải thực hiện. Thu phí tự động không bị ùn tắc, không phải đổi tiền, không phải mất thời gian. Xã hội nó tiến chuyển, nó phát triển như nào thì mình cũng là một tế bào nhỏ, mình cũng lên hưởng ứng theo. Thu phí không dừng là giải pháp thu phí sử dụng công nghệ hiện đại để nhận tiền xe tự động khi đi qua trạm thu phí và trừ tiền trong tài khoản. Phương tiện giao thông cần được dán thẻ định danh trên đèn hoặc kính xe. Thẻ này sẽ chứa thông tin của phương tiện, chủ phương tiện và tài khoản thu phí để thực hiện giao dịch. Với thẻ ePass, người dân có thể dán tại các cửa hàng của Viettel. Từ ngày 1 tháng 6, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu thực hiện thu phí không dừng toàn tuyến, dần sẽ áp dụng trên nhiều tuyến cao tốc, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn thu phí bằng tiền mặt.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.